còn mô đặc là mô đặc, mô đặc là mô đặc, nó có sắc độ của nó, nhưng mà làm nhiều rồi mới biết, đúng không? Giống như ông bà bảo thức đêm với cái đêm dài, mấy chị nào có năm hôm nào bị mất ngủ chưa, có giờ bị mất ngủ chưa, rồi hôm nào bị mất ngủ thấy tối đêm đi dài dễ sợ ha. Rồi bây giờ mình tối ưu hóa cái mô mềm. À, đây là một cái siêu âm tuyến vú, và đây là một cái siêu âm tôi không hài lòng, và bởi vì cái gì thấy rằng là mình khi mình làm siêu âm gì thì mình thể hiện cái cấu trúc đó. Đầu tiên đây là cái da, đúng không? Da từ đây đến đây là da, cái đây là cái mô mỡ dưới da, đây là cái mô thiếu vú, đây là cái cơ ngực, và phía dưới là cái phổi màng phổi. Như vậy thì cái mô tuyến vú nó chỉ chiếm có nửa trên màn hình là còn nửa dưới màn hình, đúng không? Như vậy là không ổn. Rồi cái tần số 15 MHz, như vậy đây là khảo sát với độ sâu 64 cm và mình dùng hai cột đó. Tôi bắt đầu điều chỉnh, như vậy thì tôi giảm ngay lập tức cái độ sâu xuống là 2.8, từ 4 tôi giảm xuống 2.8. Tôi chỉ lấy vừa đủ da, mô mềm dưới da, mô tuyến vú và một chút cái cơ thành ngực, như vậy là đủ. Cái cần cái mục tiêu tôi là coi tuyến vú mà coi bao nhiêu đó đủ. Thì nếu mà tôi ban đầu á, là 39 của mình nhân dân, khi tôi chỉnh đúng cái độ sâu thì tăng lên được 45 của mình nhân dân. Rồi hai cái focus này nó nằm không có đúng chỗ, nó nằm cao quá. Để coi rõ một cái cấu trúc thì cái focus nó nằm ngang cái cấu trúc đó hoặc là thấp hơn một chút nha. Như vậy thì cái focus này không ổn. Đầu tiên là tôi thay đổi cái focus, tôi cho phương thấp. Rồi tiếp đến là tôi thấy nó cũng chưa đẹp lắm, tôi chỉnh tần số. Thì cái này nó đang là cái mô mỡ dưới da này nó hơi nhiều, cho nên từ 15 MHz tôi giảm xuống 13 MHz. Rồi như vậy thì tôi thấy cái hình này tôi nghĩ hơn, tôi dừng lại, đúng không? Nhưng mà cái dynamic này á, là nó cũng chưa được lắm, thì tôi lại chỉnh một lần nữa, tôi giảm cái dynamic xuống 60, thì cái hình này tôi lại thấy ổn hơn nữa. Ok, thì cái này thực ra nói nó dông dài, nhưng mà nếu các chị làm nó làm theo cái thói quen của mình á, thì nó rất là lẹ, và như vậy thì lúc nào mình cũng có một cái hình tốt nhất với cái máy của mình nha, chứ không phải là hình tốt nhất có thể theo cái máy của mình, và như vậy thì nó sẽ giúp mình chẩn đoán rất là nhiều. À, rồi à, cái này những cái hình này tôi lấy hệ thống bác số, tức là sẽ có nhiều người bác sĩ làm những cái hình này. Đây là một bác sĩ làm cái nốt, đây là một cái nốt tuyến giáp, và như vậy thì bây giờ mình phân tích đi các anh chị. Rõ ràng là cái tuyến giáp nó có một khúc ở trên là còn một khoảng dưới mênh mông, đúng không? Cái focus thì nó đặt quá thấp ở dưới, đúng không? Có nghĩa rằng là cái người này là lên xe số, nhưng mà cứ mở ga là chạy thôi chứ không có sang số, thấy chưa? Rồi một bác sĩ khác sau đó làm thì có sang số chút ít, tức là cái deep người này là 44 cm, thì cái deep người này còn 3.5. rồi cái focus này rõ ràng là cũng không thay đổi cái gì, thấy không? Người này cũng có sang một số thôi rồi ngưng, thấy không? À, và hai cái này đều chẩn đoán đúng lành tính hết. Đến lần thứ ba tôi làm thì cái gì thấy rằng là tôi chỉ xài một cái focus thôi, cái độ sâu nó chỉ có 2.2 thôi, thấy không? Chứ không phải là 4, và cái bờ này là cái bờ không đều của tổn thương FNA ra, nó là một cái papillary carcinoma. Trong khi đó hai cái trên thì chẩn đoán nó là nốt lành tính, thấy không? Cái này là chuyện hoàn toàn có thật, đúng không? Nhưng mà cái này là nêu lên để các anh chị học thôi, và cả ba cái máy này đều làm trên máy hết, Logic S8 hết, ba cái này cùng cái dòng máy hết, thấy chưa? Ba người làm khác nhau. Dạ. Bây giờ đây là một cái nốt tuyến giáp khác, đây là lát cắt ngang, đây là lát cắt dọc. Nhìn thấy nó vi vôi hóa bên trong, nhìn thấy cái bờ nó không đều, cái này là sợ, đúng không? À, thế nhưng mà tôi vẫn không có hài lòng lắm. Tôi điều chỉnh thì cái hình này lát cắt ngang lát cắt dọc, thì theo các anh chị thì hai cái hình này nó đẹp hơn hai hình này, hay là hai hình này đẹp hơn hai hình này, hai cái sau đẹp hơn hai cái trước đẹp hơn? Giờ đây là hai cái trước và bây giờ đây là hai cái sau, hai cái nào đẹp hơn?
Cái sau á là cái tương phản giữa cái tổn thương và cái mô tuyến giáp bình thường nó rõ hơn rất nhiều, đúng không? Giữa cái tổn thương và tuyến giáp này, tổn thương nó rất rõ. Và bởi vì cái gì thấy rằng là cái hình thứ nhất này tôi làm với đầu dò 12 MHz, hai focus. Cái hình thứ hai này tôi xài một focus thôi và cái đầu dò tôi giảm xuống 9 MHz thì lúc đó nó lại rõ hơn. Thì ngày xưa khi mà cái đầu dò con bé tai nghe nó mới ra đời là người ta cứ ao là cái tần số càng cao thì nó càng rõ, đồng ý. Nhưng mà càng cao có nghĩa là để nó khảo sát càng đông, trong khi đó cái nốt mình nó nằm sâu trong cái giáp như này, nó cách mặt da như vậy là trên 1 cm, thì lúc đó không phải là mình tăng tần số đầu dò mà mình phải giảm bớt tần số đầu dò đi để cho nó rõ. Cái gì hình dung ra không? Như vậy không phải là tần số cao lúc nào cũng là số 1 hết. Đó, vấn đề là rất nhiều bác sĩ không bao giờ chỉnh đến tần số đầu dò. Mặc dù ngày xưa thì ước ao là đầu dò mình nhiều tần số để làm. Đến khi người ta cho mình đầu dò nhiều tần số thì mình không thèm. Cái gì nói lý do là bận quá. Nhưng mà thực ra nó không có bận gì đâu. Mình tôi làm mà hình không rõ tôi không chịu được. Thành ra rằng là mà đâu có khó gì đâu, mình lấy tay mình đập cái là nó thay đổi tần số rồi, đúng không? Vấn đề là mình, thành ra là tôi nghĩ rằng là sau cái bữa học này các anh chị phải quan tâm đến cái máy mình một chút, cũng giống như phải hiểu vợ mình. À, nay là ngày 8 tháng 3 mua quà cho bạn chứ không phải lơ là xong, đúng không? Đó, phải như vậy chứ, mình phải hiểu thì mình phải sống được, đúng không? Chứ nếu mà không hiểu vợ mình làm sao mình sống được. Cái máy của mình, máy mình đang xài mà mình không hiểu rõ nó đọc được. À, phải hiểu rõ nó. Rồi, đây là tuyến giáp của cùng một người. Cái gì thích cái hình thứ hai, hình thứ nhất? Hình thứ hai đúng không? Cái hình thứ, cái nào? Cái gì thấy nó ná ná nhau mà tại sao cái hình thứ nhất đó là cái phần trên nó rõ dưới không rõ, cái hình thứ hai nó rõ từ trên xuống dưới? Là bởi vì cái hình thứ nhất này làm với tần số 15 MHz, tần sau cái hình thứ hai làm với tần số 8 MHz. Chọn cái nào? À, mà làm sao biết được? Tại vì cứ cầm đầu dò lên không bao giờ chỉnh tần số thì làm sao thấy được, đúng không? Đấy, sao máy tụi này nó bán máy gì mờ mờ ảo ảo, đúng không? Phải do mình chứ đâu phải là do máy. Bây giờ đó rồi, như vậy thì cái gì coi đó, khi mà tôi thay đổi tần số từ 15 xuống 8 là cái gì thấy nó thay đổi như thế này. Đó, đây là đang 15 này. Đó, tôi chuyển xuống 8 một cái là cái gì thấy cái hình nó sáng. Thấy chưa? Rồi. Rồi. Bây giờ tôi làm cái tuyến mang tai. Tuyến mang tai này đây. Thì cái siêu âm mình làm đủ thứ mà. Bây giờ ví dụ như con mình nó bị quay bị sưng tuyến mang tai, làm tuyến mang tai làm sao? Thì cái gì biết rằng là ngày xưa tôi rất là khổ. Hồi mà tôi cũng giống như các anh chị không biết điều chỉnh máy á. Tại vì cái bài điều chỉnh máy này không ai dạy. Cái bài này là tôi đi dạy á. Và bởi vì tôi xương máu quá là tôi soạn ra cái bài này thôi chứ không ai dạy cái bài này. Tôi làm nó, ủa sao cái đầu dò này nó cũng ngon lành lắm mà sao cái chuyến mang tay tôi làm hoài nó cái phần sau nó cứ tối đen à. Một ngày nọ với điều chỉnh tần số. Cái gì thấy em cùng một bệnh nhân này. Cái hình này phần dưới tối đen, cái hình này á thì khá hơn chút, còn cái lần này mình phải thích toàn bộ cái chuyến mang tai, thấy chưa? Toàn bộ cái chuyến mang tai gần như cái hình tam giác này. Thì cái hình thứ nhất là 15 MHz, hình thứ hai là 12 và hình thứ ba là chỉ có 8 MHz, thấy chưa? Thì cái đầu dò tôi đang xài là nó từ 8 đến 15 MHz, ha? Thì lúc đó mình sẽ điều chỉnh, mà như vậy thì mình xài như vậy thì mới hết cái tính năng của cái đầu dò của mình. Rồi, như vậy là tối ưu hóa. Bây giờ mình đếm làm sao mình bắt được cái tín hiệu màu. À, thế bây giờ đây là cái bú vú. Cái bú chuyển vú này theo các anh chị là nó hiền hay nó ác? Bây giờ mình nhìn thứ nhất là hồi âm kém đúng không? Thứ hai cái đường bờ nó như thế nào? Bờ này đều hay không đều? Mục đích của siêu âm đốm lem màu ở trong cái bú chuyển vú là gì? Nếu mà mình thấy mạch máu nó không có mạch máu, không có tín hiệu màu. Hai là mình thấy tín hiệu màu nó đi quanh cái mạch máu thôi thì nó lành tính. Còn nếu mình thấy có một cái mạch máu nó đi xuyên qua cái cục u
nó tưới máu vào trong u đó thì gợi ý ác tính. Cái vai trò đốt lan là như vậy, đúng không? Thì bây giờ cái này nó tưới máu ngoài rìa đúng không, đâu tưới máu ở trong đâu. Như vậy thì nhìn trắng đen thì có vẻ nó là u ác tính, nhưng mà nhìn trên đốt lan màu thì nó lại tưới máu ngoài rìa, đúng không? Dạ. Thế thì các anh chị cứ nghĩ rằng là đốt lan màu á, là nhấn màu lên là thấy màu, đúng không? Rõ ràng nhấn màu lên thấy màu, nhưng mà nó không phải vậy các anh chị, mình cũng phải điều chỉnh nó. Hay bây giờ tôi sẽ trở về cái ABC dắt dây đi trước. Bây giờ cái cục bướu của mình nó có một cái mạch máu to đùng như này, nó chạy vô nó nuôi, hay là một cái mạch máu nhỏ xíu nó vô nuôi, một mạch máu nhỏ xíu vô nuôi thôi. Rồi bây giờ mình có hai cái mạch máu thì giữa một cái mạch máu to đùng này nè còn một cái mạch máu nhỏ xíu ở dưới chân nè, thì cái mạch máu nào nó chạy mạnh mẽ? Cái động mạch cảnh này nó chạy mạnh hay là cái mạch máu dưới chân nó chạy mạnh? Động mạch cảnh này nó chạy mạnh, cái ống nó bự thì nó mới chạy mạnh, cái ống nó nhỏ làm sao nó chạy mạnh được, đúng không? Thì bây giờ mình nhìn đó, để trên cái đốt lan màu đó, nó có cái thang đây này, nó gọi là color scale, tức là thang tốc độ màu. Cái thang tốc độ màu này nó giúp mình nhận biết cái, nó nhận biết được cái dòng chảy vận tốc trung bình. Vận tốc trung bình của dòng chảy là 25 cm/giây thì nó nhận biết được. Còn nếu mà vận tốc nó cao hơn thì mình phải để cái thang tốc độ màu cao hơn. Còn dòng chảy nó thấp hơn thì mình phải để cái thang tốc độ màu nó thấp hơn. Mình chỉnh cái scale ở trên máy, cái gì nó có cái nút chỉnh. Đến đầu giờ chiều tôi sẽ, cái gì nhắc tôi sẽ hướng dẫn trên máy nha. Rồi. Thế thì bây giờ tôi chỉnh xuống, tại vì cái tưới máu ở trong cái trong cái bướu này là những cái mạch máu rất nhỏ, cho nên dòng chảy nó thấp, cho nên tôi giảm xuống. Thì thông thường đối với cái mô mềm á, là chỉnh từ 3 đến 5 cm thôi. Thì khi mình chỉnh cái vận tốc, cái thang tốc màu nó thấp á, thì nó sẽ bị xạo ảnh cho chuyển động, tại vì chỉ cần cái chuyển động nó cỡ chừng 2 cm/giây là nó sẽ cho màu. Cái gì hình dung không? Cho nên cái gì thấy nó có những cái chỗ xạo ảnh nè, còn chỗ này là tín hiệu màu nè. Bây giờ giảm xuống 2 cm/giây để mà nhận biết dòng chảy, rồi vẫn không có màu. Thế thôi rồi, như vậy là cái này là tưới máu nó là theo kiểu lành tính chứ không phải ác tính. Nhưng mà cái gì biết gì không? Giờ mình nhìn xuống cái dưới, hình dưới này. Cái hình dưới này cũng 2 cm/giây, nhưng mà mình thấy được một cái mạch máu rất là đẹp, nó chạy xuyên một cái u. Thấy chưa? Tại sao như vậy? Tại vì á, là mình làm siêu âm á, là mình có khuynh hướng gọi là bạo lực, thấy cái cục u là cắm đầu nghiến răng nghiến cổ đè xuống cái cục u đó. Cái gì hình dung không? Nó tưới máu vi mạch mà mình đè xuống thì làm sao mà có tín hiệu màu được, mạch máu nó sẹp lép hết rồi. Thấy chưa? Như vậy thì điều chỉnh tối ưu là gì? Cái thứ nhất, để làm cái đốt lan tưới máu trong mô đó thì cái thang tốc độ màu chỉ từ 3 đến 5 cm/giây thôi. Nếu mình chỉnh PRF nó từ 400 đến 1000 Hz. Cái thứ hai là không được đè ép đầu dò, đúng không? Đè ép đầu dò mình chỉ dùng trong cái siêu âm đối với sản phụ khoa mình có, tức là mình dùng nghiệp pháp đẩy đầu dò trong cái nhiều trong cái chẩn đoán và lạc nội mạch được cung nó dính cái vùng chậu, mình dùng đẩy đầu dò rất là nhiều. Và cái thứ hai là trong siêu âm mạch máu mình chẩn đoán trong cái tắc nó huyết khối tĩnh mạch, đè ép trên lá tắc ngang mạch máu để chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch, đúng không? Còn để mà đánh giá tới máu mô này, cái đầu dò phải hết sức nhẹ nhàng trên da, không có được đè ép. Mình dùng anh chưa? Như vậy thì rõ ràng nếu mình điều chỉnh cho nó tốt thì mình thấy cái này là tưới máu đi xuyên vào tưới máu trong mô. Như vậy thì đây là kiểu tưới máu ác tính. Còn nếu mà làm sai thì mình kiểu này là tưới máu lành tính. Mà làm mình điều chỉnh tốt cái thằng tốc độ màu, nhưng mà mình đè ép đầu dò cũng không có ra được. Thấy không? Rồi. Bây giờ cái đốt lan màu nó có lợi không? Đây là một cái bướu khác. Nó có tưới máu trong bướu nè. Bây giờ cái thang tốc độ màu này tôi giảm nó có 2 cm/giây thôi.
Rồi tự nhiên tôi thấy chỗ này nó có lúc ẩn lúc hiện, lúc có màu lúc không, đúng không? Thì đây không phải là mạch máu, bởi vì cái gì thấy nó thẳng xuống phía dưới nè, và trên nó có một cái đốm hồi âm dài, không có bóng lưng, thì đây chính là cái vi mô hóa và đây chính là cái sào ảnh lấp lánh. Nhờ cái sào ảnh lấp lánh này mình nhận biết được đây là cái đốm vi mô hóa ở trong cái bướu vú, đúng không? Nếu mình thấy một cái bướu vú cái hình dáng này nó không đều, nó có tưới máu trong bướu, có vi mô hóa trong bướu, thì cái này chắc trên siêu âm nó phải trên 90% nó là, đúng không? Như vậy thì đây là một cái sào ảnh trong lớp len, nhưng mà nó sẽ giúp ích mình trong cái chẩn đoán đó. Rồi bây giờ tôi phân biệt một cái tổn thương đặc và một cái khối tụ dịch. Bệnh nhân này sưng đau ở một cái vú bên phải, mình làm siêu âm, đây là video đó, mình không biết đây là cái khối đặc hay dịch. Cái gì có dám nói đây là dịch không? Một người dám nói là đặc không, đúng không? Nó đâu có đen thui đâu, đen thui thì nói nó là dịch. Giờ mình sẽ dùng một số biện pháp. Đầu tiên là mình ấn xuống coi nó sóng sánh ở trong không, đúng không? Bây giờ tôi ấn đầu nhỏ xuống, cũng không chắc, không biết nó có sóng sánh hay không nữa, không dám nói, đúng không? Cho đốm len màu, đúng không? Đốm len màu nếu mà nó có tưới máu ở trong này thì chắc chắn nó là đặc, còn nó không có tưới máu thì chưa chắc, đúng không? Tại vì đốm len màu nó đâu có nhạy lắm đâu, đồng ý không? Nếu mình thấy trong cái vùng này, cái vùng mà mình thắc mắc này nè, mà nó có tưới máu thì nó là đặc, còn nếu nó không tưới máu là chưa chắc, đúng không? Thì rõ ràng là nó tưới máu ngoài vi thôi, trong này nó không có, đúng không? Như vậy thì bây giờ mình còn một cái đồ chơi nè, làm đàn hồi. Mình làm cái đàn hồi thì mình có một cái sào ảnh VGA, tức là blue, green, red. Nếu mình thấy được cái sào ảnh VGA thì chắc chắn nó là có dịch. Hình dung được không? Bây giờ mình làm cái nang vú, mình đè xuống, mình thấy cái sào ảnh VGA nó là nang dịch. Dù như cái ổ áp xe này cũng vậy thôi. Mình đè xuống, mình làm cái đàn hồi, mình đè xuống, mình thấy nó có sào ảnh VGA, ok, nó là dịch. Thấy chưa? Đó. Thì cái này nó rồi cái áp xe vú và một cái con vi trùng nó rất là ngọt, cái tên nó là Staphylococcus lundinensis, một con rất là dài. Rồi cái bệnh nhân nó điều trị rất là dai dẳng, đến khi mà lấy cái dịch ra thì phải làm cái kháng sinh đồ. Ở đây là một cái ca thực tế, tôi đưa ra những cái ca rất là thực ở trong bệnh viện, nhưng mà để cho các chị học, các chị không biết gì thông tin về những cái ca này hết, yên tâm. Một cái đồng nghiệp của tôi làm chẩn đoán siêu âm, và đây là cái báo cáo kết quả, tức là nó là một cái cấu trúc 11, 13, 15 hồi âm kém, và nó có những cái vi mô hóa bên trong, và nghi ngờ là một kết luận là một cái bướu vú nghi ngờ. Thì ở trong bệnh viện tôi khi mà dùng cái chữ nghi ngờ thì mình có trong tiếng Anh mình xài nghi ngờ, có nghĩa là nghi ngờ ác tính. Mình tránh cái từ là ác tính đi cho bệnh nhân khỏi sợ, khi mình dùng cái từ nghi ngờ là bác sĩ thống nhất với nhau sẽ hiểu đó là nghi ngờ ác tính. Và đề nghị sinh thiết, thì đến khi tôi sinh thiết thì tôi mới làm lại siêu âm để tôi coi, thì thấy đúng là cái hình ảnh cái tổn thương này là cái bờ nó không đều, nó gập góc như thế này, đúng không? Và rõ ràng là bên trong là nó có những cái đốm hồi âm dài, đúng không? Mình làm cái siêu âm đốm le thì mình giảm thanh tốc độ màu xuống 5 cm, và nó tưới máu ngoại vi thôi, nó không có tưới máu ở trong này, nhưng mà đốm le màu nó không có nhạy hẳn, cho nên nếu tưới máu ở trong thì mình ok, mà nó không tưới máu thì đâu dám nói, đúng không? Rồi thì coi ngược lại trên ngoài không thấy vi mô hóa, nhưng mà cái tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán vi mô hóa không phải là siêu âm mà là ngoài, trên ngoài không có. Như vậy thì trong đầu tôi mới nghi ngờ, không biết nó là gì mà nó có những cái đốm hồi âm dày như vậy. Tôi phải tò mò, tôi ấn cái đầu dò, tôi thấy ủa nó có BGA, thấy không? Thấy BGA blue, green, red, cái sào ảnh trên cái đốm le đàn hồi chưa? Bây giờ các chị thấy
tiếp luôn cái đó, nhìn là cho thấy ngay một 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 lớp màu xanh, rồi một lớp màu xanh lá cây, một lớp màu xanh da trời, một lớp màu đỏ luôn cái đấy, ba ba cái lớp màu rồi. Như vậy là mình phải nghĩ đấy là gì các anh chị? Nó là ổ dịch. Nhưng mà nếu mà nhìn trắng trắng đen, mình có dám nói cái này là ổ dịch không? Thấy không? Mà nói thầy này ông nói về môn luôn nó khó tin quá ha. Tôi vừa quyết định xin thiết để cho các anh chị tin. Cái xin thiết ra nó là một cái nàng vợ. Thấy chưa? Như vậy thì nàng dịch dễ chẩn đoán hay khó các anh chị? Nhưng mà bây giờ mình có đồ chơi rồi, mai mốt mình làm đàn hồi, mình thấy nó là đang dịch thì đơn giản lắm, mình không làm sinh thiết, mình lấy cái kim cho mình hút ra, cái đâu sinh thiết đâu dữ dằn vậy, đúng không? Nhưng mà cái ca này tôi vẫn sinh thiết là bởi vì thực ra hồi đó nó cái đàn hồi mô nó mới có mà tôi cũng không dám chắc, cho nên tôi vẫn quyết định sinh thiết. Chứ còn nếu bây giờ thì tôi tin tưởng hơn rồi thì tôi sẽ chọc hút chứ tôi không sinh thiết, đúng không? Nó sẽ nhẹ nhàng hơn cho bệnh nhân, tại vì cái chọc hút rất là rẻ tiền, còn cái sinh thiết bệnh nhân trả rất là nhiều tiền, đúng không? Rồi, rồi bây giờ dịch mới đặt khó dễ các anh chị, khó chứ không dễ đâu. Bây giờ hộp màu mình đặt nâu hay sâu? Đây là một cái bú ở thật. Trên cái lát cắt mà cho bệnh nhân nằm sấp, mình cắt từ sau lưng đó, thì mình thấy đây là cực trên thật nè. Đây là cái đài vệ thận nè, nó nguyên một cái cục u nó nằm dưới cực dưới nè, cái gì thấy không, hình dung ra không? Rồi các cái đường cắt vành thì cái cục u này nó rõ hơn, nó nằm nông hơn, nhưng mà thấy tương quan thì mình thấy không có rõ lắm trong cái quả thận này đó, nhưng mà cái cục u này nó nằm nông hơn. Mình làm đốt đen màu thì trên cái lá cắt vành này cái đốt đen màu rất đẹp, trong khi đó trên lá cắt ở phía sau lưng thì cái đốt đen màu không đẹp. Mặc dù thang tốc độ màu như nhau, đều 5 MHz tương đương với 400 Hz, 5 cm/s tương đương với 400 Hz, tức là cái này điều chỉnh tối ưu rồi. Nhưng mà cái màu bên này tốt hơn là bởi vì cái tổn thương này nó nằm nông hơn, tức là nó nằm gần đầu giờ hơn. Như vậy thì để lúc này màu nó có cái hạn chế của nó, tổn thương càng gần đầu giờ thì cái độ nhạy nó càng cao. Cho nên nếu mà nó không gần đầu giờ thì mình biết cái đó rồi, mình cố gắng làm sao cho nó gần đầu giờ. Nghĩ không? Đây là một cái ví dụ. Bây giờ, tức là mình phải biết cái ưu nhược điểm của mình đang xài để mình ứng dụng nó cho nó tốt. Rồi. Bây giờ mình đề cập đến những cái đường khảo sát trong siêu âm sản phụ khoa. Tôi sẽ coi lại tại sao nó lại thiếu một cái hình rất là ấn tượng. Đây, tại sao nó thiếu mấy cái hình này? Bệnh nhân này đặt túi ngực, vừa ngưng cho con bú 2 tháng, người ta sờ thấy một cục cạnh cái đống vú. Đi siêu âm vú ở ngoài bệnh viện Vinmec Hà Nội, chẩn đoán là bướu vú và đề nghị sinh thiết. Chuyện hoàn toàn có thể ha. Cái vấn đề là bây giờ cái gì thấy tôi để đầu giò rất là nông, khảo sát rất là đông, là bởi vì cái gì thấy đây là cái túi nè, túi ngực á, nó bỏ túi ngực á, hình dung không? Người ta đặt túi và coi như mình coi cái phần trên của cái túi thôi, chứ còn cái túi mình coi nó không phải rồi. Nhưng mà bây giờ là người ta nghĩ đó là cái cục này là cục u và đề nghị sinh thiết. Mình làm siêu âm